ngày xưa rồi là đuổi giặc lắm, bởi vì mình có đủ cái phương pháp rồi. Cho nên từ cái lớp chánh tư duy này mà đủ cái vô minh lậu nó đủ rồi, thì qua cái lớp mà chánh kiến nó đủ cái minh rồi, thì qua cái lớp chánh tư duy chúng ta đủ sức phá. Bởi vì nó là định vô lậu rồi, cái tri kiến nó sẽ phá hết cái vào hoặc của chúng ta. Mà chúng ta đã học, cho nên chúng ta ở trong cái chánh kiến, tức là chúng ta đã hiểu biết cái nào sao, những cái phương pháp gì chúng ta đã hiểu biết. Cho nên là loài cái mặt ra chúng ta biết nó ở trong cái nào rồi, là do nó chúng ta quét. Mà chúng ta đã hiểu nó thì không quét nó cũng chạy. Bởi vì thấy nó, mày sử dụng cái loại súng này tao biết rồi, mày đâu chắc ăn, tao biết mày. Nó sử dụng cái loại vũ khí nào mình biết hết, thấy rõ cái mặt của nó nhiều. Cho nên cái lớp chánh kiến nó rất quan trọng, để cho giặc nó hiện cái tướng nào là mình biết cái tướng ấy ra. Vậy mà thầy còn chuẩn bị cho mấy con một phút nhiếp tâm và ăn cũng để đối trị với cái thân thọ của mấy con. Thầy cũng chuẩn bị cho mấy con cái điều đó để không nó đánh cái mặt nó. Còn mà tâm lý chiến nó đánh bằng cái tư tưởng của mấy con, bằng niệm thì cái chuyện đó mấy con khỏi lo, nội cái chánh kiến của mấy con cũng quét nó rồi. Còn cái thọ mấy con là thầy chuẩn bị cho một phút nhiếp tâm và an trú đó, để mà chiến đấu tận cùng với nó. Thế một phút này rồi mà nó chưa hết thì tôi tiếp một phút khác, chứ tôi đâu cần gì nữa. Bởi vì đang đau mà tôi đâu có lý nào mà tôi loạn, mà tôi ngồi chơi được. Không có hiểu, nó đang đau thì tôi phải ở phút này tôi nhiếp tâm tôi an trú. Mà chưa hết thì tôi nhiếp tâm một phút kế nữa, cứ một phút thôi, tôi không cần nhiều. Mà tôi là người đang đánh trận thì cứ phút nào tôi cũng đánh ngon thôi, chứ tôi đâu có thua đâu. Cuối cùng thì bệnh lụt. Thì con nghĩ là cứ một phút thôi, mà có thể một ngày chúng ta tu một phút. Một ngày mà vẫn tu một phút nhiếp tâm an trú chứ. Tôi tính một phút chứ tôi không tính nhiều. Còn mấy con tính nhiều chứ mấy con bị vọng tưởng hết. Cũng như Đức Phật nói nhất gia hiền, một đêm thôi mà 7 năm chứng đạo. Mình tu một đêm là phải tu như thế nào, còn một phút mình phải tu như thế nào. Mình không tính 1 giờ, 2 giờ đâu, một phút thôi. Nhưng mà phút này rồi thì tôi làm phút tới phút khác. Bị gì giặc anh chưa lui thì tôi phải đánh nữa, một phút nữa. Mà anh lui thì thôi, tôi một phút thôi. Một phút anh lui thôi, tôi một phút. Mà một phút anh chưa lui thì tôi phút thứ hai. Phút thứ hai chưa lui thì phút thứ ba tôi một phút mà. Một phút chắc ăn. Có ai không mấy con? Lui như vậy mới thật sự tôi thay giải mấy con sẽ tới lúc đó mấy con sẽ chiến đấu. Có giặc mới chiến đấu. Còn không có mấy con cứ một phút mấy con vậy là mấy con bị ức chế. Thì giờ nó không có chứa ngại mấy con. Mấy con ức chế tâm làm cái gì đây? Có phải không? Để cho mình trở thành cây đá phải không? Con vừa giặt nó, vừa nó đánh cái thân tôi đau nhất thấy bà để ở đây mà không nhiếp tâm an trú đẩy lui nó còn ở chỗ nào nữa? Có phải không? Nó có đối tượng thì vậy tôi nhiếp tâm tôi an trú chứ đâu phải tôi ức chế cái tâm tôi đâu. Tôi đang nhìn cái khổ tôi nè, tôi đang quét nó ra nè bằng cái nhiếp tâm an trú nè. Các con thấy không, mình có ức chế đâu. Tại vì cái thằng này nó đánh tôi dữ đợn rồi tôi phải đánh lại chứ. Các con thấy không, không có ức chế tâm chút nào hết nè. Cái cuộc mà đấu tranh tôi phải dùng cái vũ khí đó mà tôi đấu tranh với anh để cho anh ra khỏi cái thân của tôi để đem lại sự bình an cho đất nước tôi. Tôi phải sử dụng cái vũ khí đó. Chứ tôi đâu phải bây giờ nó bình an như thế mà nào tôi cứ sử dụng cái vũ khí đó thì nó hao cái sức lực tôi thì nó bị ức chế, nó thành tôi đi dưng chứ. Nó hao vũ khí, nó hao súng đạn, hao đủ loại. Phải hiểu biết cái sử dụng của chúng ta, chứ không phải là chúng ta ức chế tâm để đi vào chúng ta tiến tánh thành Phật, hoặc ức chế tâm để chúng ta giải thoát. Đâu có chuyện giải thoát vậy. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã bị bệnh đau này, tinh thần chúng ta thì chúng ta phải nhiếp tâm đẩy lui cái bệnh, chứ không phải là để chúng tôi chứng đạt đạo. Các con hiểu. Cho nên chúng tôi không có bị ức chế chúng nào hết đâu. Còn mấy người điên, mấy người ức chế cho mình, mấy người bị bây giờ thân, mấy người không đau mà ngồi được ức chế cho hết vọng tưởng, mấy người ngu quá. Ở nó tu như vậy mấy người làm cái gì được? À, bây giờ mấy con hỏi gì nữa không này, hết rồi. Còn con hỏi thầy. Chắc là con thấy sao đó là thầy dạy về tinh thần an lạc của thầy. Thì cho con hiểu, bây giờ chúng con chưa có cái đó. Và cái đó là đã chiếm được cái định cái thứ niệm xứ rồi đó. Nghĩa là mình đã quan sát ở trên cái mặt trận mình luôn luôn lúc nào cái tâm nó cũng quay vô, nó quan sát. Ở ngoài kia người ta làm gì là mà tâm đừng có quên cái ở trong này thì được. Gì là mà tâm đem lại sự bình an cho chúng ta, khắc phục những tham ưu ở trên đó, đem lại cái sự thanh thản an lạc cho thân tâm của chúng ta. Như vậy là pháp của Phật mới đúng. Bởi vì cái mục đích của Đạo Phật là dạy chúng ta diệt trừ tham sân si, làm chúng ta hết tham. Pháp nào nó cũng vậy, nó nhắm vào, nó ngăn á diệt á, để nó tăng trưởng cái sự bình an cho chúng ta, gọi là sanh thiền, tăng trưởng thiền, mới đúng pháp của Phật. Chứ đâu phải ngồi tu một cái chơi chung chung đâu được.
Thì hôm nay mấy con được cái phần mà hiểu biết, nhất là cái phần mà sắp sửa vào cái lớp chính tư duy, mà phải nắm cho vững về cách thức mà tu tứ niệm xứ, chứ không vẫn là tu không được. Nó làm cho ảnh hưởng sự tu tập của mình, nó ảnh hưởng. Chứ còn cái người ta đã đang ngủ mà ảnh hưởng gì họ, có phải không? Không thấy họ đang ngủ mà ảnh hưởng gì? Không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà chính mình bị ảnh hưởng là tại vì tâm mình không vượt qua cái sự mà ngủ thức của họ, qua cái thức của họ. Rồi thí dụ như bây giờ cái người đó họ ngồi tu còn quẻo cổ như vậy, họ ngửa giờ họ ngủ, thế mình nhìn thấy đi, tự tâm mình phóng giận, trời đất ơi, cái ông này ông tu kiểu gì kỳ, mấy con bị phóng giận rồi. Còn cái ông đó ông đâu có gì, ông quẻo cổ, ông ngủ, ông đâu có ăn thua gì ông đâu, mà chính mình bị mình đi nè, nó mình phóng giận là bị mình hại mình rồi. Khi khắc phục cảm thọ trong thời gian dài, con có thể thay đổi thân hành nội vào thân hành ngoại được không? Được, có đâu có gì không? Nghĩa là bây giờ ví dụ như con hít thở thân hành nội nè, con đầu bây giờ con thay đổi thân hành ngoại, cánh tay con bước đi con cũng vẫn có tả được cái bệnh con trong cơ thể, mình cũng vẫn ăn uống. Ví dụ như thầy thay đổi là ví dụ như an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành, bây giờ mình tu một hơi, cái hơi thở mình cả 30 phút con một tiếng rồi, phải không? Bây giờ mình tiếp tục mình đuổi bệnh nữa chứ, mà bây giờ cứ dùng hơi thở không thì nó mệt quá đi. Thôi bây giờ thay đổi đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô. Nó thay đổi, nó lại tu là tốt nữa chứ. Chứ còn dùng hơi thở không, nó nhàm quá. Thành ra ăn, muốn ăn nó hoài, nó trị bệnh cũng không hết, nó thay đổi cái tay này, không biết chừng nó đi. Mình thay đổi, mà nó ơi cái tay rồi, bắt đầu tôi dùng cái chân này. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tôi bước chân tôi đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi bước đi. Đó, thì mà không bước đi, chứ không thay đổi mà. Thay đổi món ăn tức là thay đổi cái tư thế, cái hành động của nó làm cái bệnh của con nó không có tăng được đâu. Vì cái ông này ông đánh nhiều thứ lại thuốc quá, hồi nãy ông đánh bằng hơi thở, bây giờ ông đánh bằng cánh tay, bây giờ ông đánh bằng cái chân nữa thì cái bệnh nó sẽ đi, đúng không con? Thiện xảo khéo léo, cái đó là thiện xảo khéo léo. Nhưng mà các con vẫn áp dụng có một cái câu tác ý an tịnh, các con thấy không, đâu có sai đâu. Cái pháp tác ý nó gì nhất mà cái thân hành nó thay đổi. Cho nên mình tu tứ niệm xứ, một năm tứ niệm xứ mà bốn quay nghi đi đứng đồng hồ. Thấy cái chỗ đó chưa? Mà giờ mình đối trị bệnh thì cũng ở trên tứ niệm xứ chứ đâu. Mà giờ nó chướng ngại cái thân nó đau nhất, thì bây giờ tôi dùng hơi thở tôi đẩy không được, nó chưa đi. Tôi dùng cái cánh tay tôi đẩy chưa đi, tôi dùng cái chân tôi thì tôi đi cái thế nào nó cũng rớt ra chứ là rớt được. Nghĩa là mình thiện xảo, mình sử dụng tất cả mọi thứ thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ đuổi được, không có gì khó khăn. Mục đích của mình duy nhất nó không có gì lậu hoặc nữa, nó không niệm, nó toàn thiện thì nó còn có ác pháp đâu mà nó phóng ra. Lúc bây giờ nó còn thiện không, nó không phóng nữa, tại vì nó còn pháp nó phóng ra, nó còn ác á nó phóng ra. Mấy con tới bây giờ tôi tới đó rồi mấy con nghe nói thầy nói như vậy là thầy trả lời nó đúng chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái điều kiện là khi tới cái chỗ mà toàn thiện rồi thì nó không còn niệm, mà nó không còn niệm thì nó phóng cái gì nữa, con hiểu chưa? Người ta không nói cái chỗ ra mà vô niệm, nó không niệm, nhưng mà tới chừng đó rồi nó không niệm tự nó chứ không phải. Còn bây giờ mình còn ở trong cái đối đãi nó còn thiện á, mà ức chế cho nó thì coi chừng mình chết, nó mình chết. Con đó là cái màn nó che ngăn chúng ta không thấy tham sân si nó đâu, mà cái ý nó khởi ra thì ngay đó. Bây giờ nó cái triền cái nó trước, nó cái triền cái nó năm cái màn ngăn che nó trước, nó nằm mít nó